Hey, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy lại gặp lại các em trong bài ôn tập về kiến thức chúng ta học ở chương 2 hình học chính nhằm chuẩn bị cho kỳ kiểm tra định kỳ học kỳ 1 sắp tới. Đây, nội dung của bài ôn chúng ta như sau. Chúng ta vào phần thứ nhất, đó là đường tròn ngoại tiếp tam giác. Thì như chúng ta đã học, đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác. Rồi, tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác sẽ là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác. Rồi, cụ thể cho hình vẽ chúng ta có đường tròn tâm O đi qua ba đỉnh của tam giác ABC. Vậy thầy nói đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác ABC hay tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Rồi, tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là giao điểm của ba đường trung trực của ba cạnh AB, AC và BC của tam giác ABC. Rồi, nói về đường tròn ngoại tiếp tam giác thì chúng ta có một cái trường hợp đặc biệt, đó là đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông. Thì trong trường hợp này chúng ta có hai định lý như sau. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền. Hay nói cách khác, cạnh huyền là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông. Rồi, đảo lại chúng ta có định lý, nếu tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó, thì nó là tam giác vuông. Rồi, cụ thể như sau, nếu như thầy có tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, và cái góc A này bằng 90 độ, thì thầy kết luận ngay cạnh huyền BC là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, vuông ABC. Rồi, bây giờ đảo lại, nếu như thầy có tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, mà cái cạnh BC là đường kính, thì thầy kết luận ngay cái góc A bằng 90 độ. Đó là việc chúng ta áp dụng đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông với hai định lý như trên vào trong việc giải bài tập. Rồi, chúng ta qua phần 2 la mã là đường kính và dây cung. Thì như chúng ta đã biết, dây cung là một đoạn thẳng nối hai điểm phân biệt nằm trên đường tròn. Và đường kính là dây cung đi qua tâm. Thì chúng ta có định lý trong đường tròn, đường kính là dây cung lớn nhất. Đúng nè, cụ thể cho hình vẽ, chúng ta có đường kính AB và dây cung CD, thì đường kính AB lớn hơn dây cung CD. Đây, chúng ta có định lý nêu lên mối quan hệ giữa đường kính và dây cung. Chúng ta có hai định lý như sau. Định lý thứ nhất, trong đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây đó. Cụ thể, chúng ta có đường kính AB vuông góc với dây CD tại Y. Chúng ta kết luận ngay Y là trung điểm của dây CD. Và đảo lại, chúng ta có định lý đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây đó. Cụ thể chúng ta có dây CD không đi qua tâm O, Y là trung điểm của dây CD. Chúng ta kết luận ngay đường kính AB vuông góc với dây CD tại Y. Rồi, chúng ta qua phần 3 la mã là liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. Chúng ta có các định lý sau. Trong đường tròn, hai dây bằng nhau thì cách đều tâm. Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau. Cụ thể chúng ta có hai dây AB và dây CD của đường tròn tâm O. Hai dây này bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ có khoảng cách OH bằng với khoảng cách OK. Và ngược lại, nếu như thầy có OH bằng với OK, thầy kết luận ngay AB và CD bằng nhau. Rồi, trong trường hợp hai dây này không bằng nhau, chúng ta lại có định lý. Trong hai dây của một đường tròn, dây nào lớn hơn thì gần tâm hơn. Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn. Cụ thể, nếu như thầy có dây AB lớn hơn dây CD, thì thầy kết luận khoảng cách OH nhỏ hơn khoảng cách OK. Và đảo lại, nếu như thầy có OH nhỏ hơn OK, thầy kết luận ngay dây AB lớn hơn dây CD. Đây, đó là mối quan hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. Rồi, chúng ta qua phần kế tiếp, đó là nói về tiếp tuyến của đường tròn. Thì đầu tiên chúng ta ôn về đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau. Thì như đã học, chúng ta đã biết khi đường tròn và đường thẳng chỉ có một điểm chung, thì ta nói đường tròn và đường thẳng tiếp xúc nhau. Điểm chung sẽ gọi là tiếp điểm, và đường thẳng đó gọi là tiếp tuyến. Cụ thể chúng ta có đường thẳng A và đường tròn tâm O này chỉ có duy nhất một điểm chung là C.
Vậy chúng ta nói đường thẳng A và đường tròn tâm O tiếp xúc nhau tại C. C là tiếp điểm và đường thẳng A là tiếp tuyến. Và khi ấy chúng ta có các định lý như sau. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì nó sẽ vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. À, cụ thể như thầy có đường thẳng A là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại C, thì thầy kết luận ngay đường thẳng A vuông góc với bán kính OC tại tiếp điểm C, như trên hình vẽ. Và sau đó chúng ta lại có một định lý nêu lên dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến. Tức là nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó, thì nó là tiếp tuyến của đường tròn. Có nghĩa là nếu như thầy có đường thẳng A vuông góc với bán kính OC tại điểm C, và điểm C này thuộc đường tròn tâm O, thầy kết luận ngay đường thẳng A là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại C. Ngoài ra chúng ta lại có một cái định lý nói về hai cái tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm với nội dung như sau. Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm thì điểm đó cách đều hai tiếp điểm. Tia kẻ từ điểm đó đến tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến. Tia kẻ từ tâm đến điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính qua các tiếp điểm. À, cụ thể, trong hình vẽ chúng ta có AB, AC là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O, với B và C là hai tiếp điểm, thì chúng ta có quyền kết luận như sau. AB bằng AC, góc A1 bằng góc A2, góc O1 bằng góc O2. Đây, đó là một tính chất nêu lên khi chúng ta có hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm. Rồi, khi nói về đường tròn, ngoài đường tròn ngoại tiếp tam giác ra, thì chúng ta còn có đường tròn nội tiếp tam giác và đường tròn bàn tiếp tam giác. Thì đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác, và tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm các đường phân giác của tam giác. Cụ thể cho hình vẽ, thầy có đường tròn tâm Y tiếp xúc với ba cạnh của tam giác ABC. Thầy kết luận đường tròn tâm Y nội tiếp tam giác ABC. Đây, bây giờ tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC, xác định cạnh nào, thầy sẽ đi lấy giao điểm của các đường phân giác của các góc tam giác. Và cụ thể thầy chỉ cần lấy giao điểm của hai phân giác của góc A, góc B thôi. Được chưa? Thì cắt nhau tại Y. Vậy Y này sẽ là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Và bán kính của nó là khoảng cách từ Y đến cạnh của tam giác ABC. Đây, đó là đường tròn nội tiếp tam giác. Chúng ta nói về đường tròn bàn tiếp tam giác. Đường tròn bàn tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác. Tiếp xúc với một cạnh tam giác và phần kéo dài của hai cạnh còn lại. Cụ thể ở đây thầy có đường tròn bàn tiếp trong góc A. Nó sẽ tiếp xúc với cạnh BC và phần kéo dài của hai cạnh AB, AC. Đây, tâm của đường tròn bàn tiếp tam giác. Thì có hai cách để xác định tâm của đường tròn bàn tiếp tam giác. Cách thứ nhất, nó là giao điểm của một phân giác trong và một phân giác ngoài. Cụ thể là AJ là phân giác trong và BJ là phân giác ngoài. Hoặc là hai phân giác ngoài như BJ và CJ. Thì nói về đường tròn bàn tiếp tam giác thì mỗi tam giác nó sẽ có 3 đường tròn bàn tiếp tam giác. Chẳng hạn như trong cụ thể này, chúng ta có đường tròn bàn tiếp trong góc A. Và chúng ta cũng có đường tròn bàn tiếp trong góc B và đường tròn bàn tiếp trong góc C. Nghĩa là mỗi tam giác nó sẽ có 3 đường tròn bàn tiếp. Nhưng nó chỉ có một đường tròn nội tiếp tam giác và một đường tròn ngoại tiếp tam giác như hồi nãy chúng ta đã học. Đây, đó là đường tròn nội tiếp và đường tròn bàn tiếp tam giác. Rồi, chúng ta qua phần kế tiếp, 6 là mã. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Rồi, chúng ta có 3 vị trí. Vị trí thứ nhất là đường thẳng và đường tròn cắt nhau. Thế nào là đường thẳng và đường tròn cắt nhau? Đường thẳng và đường tròn cắt nhau khi số điểm chung của nó là 2. Đúng nè, và hai điểm chung đó người ta gọi là giao điểm. Và cái đường thẳng khi ấy có tên là cắt tuyến. Rồi, thì trên hình vẽ chúng ta có đường thẳng A và đường tròn tâm O này có hai điểm chung là A và B. Vậy ta nói đường thẳng A và đường tròn tâm O này cắt nhau. Hai cái điểm chung A và B này thì gọi là giao điểm. Và cái đường thẳng A này thì gọi là cắt tuyến. Rồi, khi đó khoảng cách từ tâm đến đường thẳng, thầy ký hiệu là D nhỏ,
Nó sẽ như thế nào với bán kính? À, nó nhỏ hơn bán kính. Chúng ta có hệ thức D nhỏ hơn R. Rồi, đó là vị trí thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua vị trí thứ hai. Đó là đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau. Rồi, đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau khi số điểm chung của nó là chỉ là 1. Và khi ấy, điểm chung đó gọi là tiếp điểm. Và đường thẳng sẽ gọi là tiếp tuyến của đường tròn. Đây, cụ thể chúng ta có đường tròn tâm O và đường thẳng A này chỉ có một điểm chung là C. Vậy ta kết luận đường tròn tâm O và đường thẳng A tiếp xúc với nhau tại C. Và điểm C này là tiếp điểm và đường thẳng A khi ấy gọi là tiếp tuyến. Đây, và lúc đó mối quan hệ giữa D và R là chúng bằng nhau. Chúng ta có D bằng R. Đây, vị trí thứ ba là đường thẳng và đường tròn không giao nhau. Khi ấy, nó không có điểm nào chung hết. Và khoảng cách từ tâm đến đường thẳng là lớn hơn bán kính. Đây, cụ thể chúng ta có đường tròn tâm O và đường thẳng A này không có điểm chung. Phải không nào? Vậy ta nói đường tròn tâm O và đường thẳng A này là không giao nhau. Và cụ thể D có nghĩa là OH lớn hơn bán kính R. Do đó chúng ta có D lớn hơn R. Rồi, chúng ta qua phần 7 là mã. Đó là vị trí tương đối của hai đường tròn. À, vị trí thứ nhất đó là hai đường tròn cắt nhau. À, thế nào là hai đường tròn cắt nhau? Hai đường tròn cắt nhau là hai đường tròn có hai điểm chung. À, khi đó hai điểm chung đó sẽ gọi là giao điểm. Và cái đoạn thẳng nói hai điểm chung đó người ta gọi là dây chung của hai đường tròn cắt nhau. Dây cụ thể cho hình vẽ chúng ta có đường tròn tâm O và đường tròn tâm O phẩy có hai điểm chung A và B. Vậy chúng ta kết luận chúng cắt nhau. Và hai điểm chung đó A và B người ta gọi là giao điểm. Rồi, khi đó cái đoạn nối tâm OO phẩy, đây đoạn nối tâm OO phẩy thầy ký hiệu là thầy cho nó là D nhỏ. Rồi, thì chúng ta có cái hệ thức đoạn nối tâm sẽ lớn hơn hiệu hai bán kính và nhỏ hơn tổng của hai bán kính. Và từ lúc đó chúng ta đã có một định lý là gì? Đường nối tâm nó là đường thẳng đi qua hai tâm đường tròn, nó sẽ là chung trực của dây chung. Có nghĩa là đường thẳng OO phẩy nó sẽ là chung trực của dây chung AB. Hay nói cách khác, chúng ta có thể nói là A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng OO phẩy. Rồi, đó là hai đường tròn cắt nhau. Bây giờ chúng ta qua trường hợp thứ hai, đó là hai đường tròn tiếp xúc nhau. Thì nó có hai trường hợp là tiếp xúc ngoài và tiếp xúc trong. Thì nói chung hai đường tròn tiếp xúc nhau là hai đường tròn chỉ có một điểm chung và điểm chung đó gọi là tiếp điểm. À, cụ thể ở đây chúng ta có tiếp xúc ngoài. Tiếp xúc ngoài là trường hợp này. À, điểm chung A này gọi là tiếp điểm. Đây, tiếp xúc trong là trường hợp này. Và lúc đó cái điểm chung A này gọi là tiếp điểm. Rồi, thì nói về tiếp xúc nhau. Thì nếu nó tiếp xúc ngoài, thì cái đoạn nối tâm, đó là đoạn O phẩy nè, nó sẽ bằng tổng của hai bán kính. À, rất là dễ dàng chúng ta nhận xét ha. Vậy chúng ta có D bằng R cộng với R phẩy. Còn trong trường hợp tiếp xúc trong, thì cái đoạn nối tâm nó sẽ bằng hiệu của hai bán kính, có phải là bằng OA trừ O phẩy A không nè? Đây, đó là nói về mối quan hệ giữa đoạn nối tâm và hai bán kính của hai đường tròn tiếp xúc nhau. Đây, bây giờ trong trường hợp hai đường tròn tiếp xúc nhau, thì chúng ta có một định lý là nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau, thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm. Đây, cụ thể chúng ta có tâm O phẩy và tiếp điểm A thẳng hàng. Trường hợp tiếp xúc ngoài, tâm O phẩy và đường thẳng A thẳng hàng ở tiếp xúc trong. Rồi, chúng ta qua vị trí tương đối thứ ba, đó là hai đường tròn không giao nhau. Thì chúng ta có ba trường hợp, đó là hai đường tròn ngoài nhau, hai đường tròn đựng nhau và hai đường tròn đồng tâm. Thì nói về chung, hai đường tròn không giao nhau là hai đường tròn không có điểm chung. Đây, số điểm chung là 0, cả ba trường hợp này luôn. À, nó chỉ phân biệt ở nhau, cái đó là hệ thức giữa D và R. À, nếu hai đường tròn ngoài nhau thì đoạn nối tâm sẽ lớn hơn tổng hai bán kính. À, chúng ta cụ thể chúng ta thấy trên hình vẽ ha. Còn nếu hai đường tròn đựng nhau thì đoạn nối tâm nó nhỏ hơn hiệu hai bán kính. Còn trong trường hợp hai đường tròn đồng tâm, có nghĩa là tâm O và tâm O phẩy trùng nhau thì cái đoạn nối tâm là bằng 0. Rồi, đó là ba vị trí tương đối của hai đường tròn. Đó là hai đường tròn giao nhau, hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau và hai đường tròn không giao nhau.
Rồi, nói về đối xứng thì đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó. Đây cho hình vẽ chúng ta thấy ha. Rồi, nói về trục đối xứng thì đường tròn là hình có trục đối xứng. Và bất kỳ đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn đó. Chẳng hạn ở đây chúng ta có đường kính AB là đường trung trực của đoạn của dây cung CC phẩy nè. Đúng không nè? Hay nói cách khác, đường kính AB này là trục đối xứng của đường tròn tâm O. Tức là khi thầy lấy bất kỳ điểm nào nằm trên đường tròn tâm O, thầy vẽ đối xứng qua cái đường kính AB, thì điểm đối xứng của nó cũng nằm trên đường tròn tâm O luôn. Cụ thể là hai điểm C và C phải trên hình vẽ ha. Đây, đó là tất cả những gì chúng ta đã học về chương 2, trong chương 2 của hình học lớp 9. Thì thầy hy vọng rằng sau tiết ôn ngày hôm nay, chúng ta đã ghi nhớ lại các kiến thức đó để vận dụng vào việc giải các bài tập hình học mà liên quan tới cái kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Chúc các em hoàn thành tốt bài thi của môn toán trong kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.